chị không bán 20.000 đâu. Chị chỉ bán một thước một thôi. Thì một thước cộng một thước là 10.000, thêm một thước nữa là 10.000, trả thành 20.000. Nhưng chị không bán thế, chị chỉ bán một thước một dài thôi. Hết một thước này, lại trả một đồng nữa. Đây nhá, chị em tình cảm nhá, này chị cho rơi ra một tí đây nhá. Bình thường là chỉ đến mấy số thôi đấy. Đây thừa hẳn ra khỏi này. Đây, hai cái 20.000. Về rồi à? Vào đây hôm nay lại có kiểu Huba về rồi này em. Ôi giời ơi, mà có kiểu Huba. Kiểu mình ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Đây. Ngon, dù kiểu này hít lắm. Chị bán à, mãi mình lại đặt hàng tiếp về đấy. Mua đi, hôm nay mua đi, mua cho chị em đi. Em còn hộp. À, bây giờ kẹo này rất là hiếm nên chị không bán hộp đâu. À, bán bằng cái gì? Chị bán à, 10.000 một thước. Mà bán thước như thế, em cầm nó chảy ở đây. Chạy em một hộp nhanh lên. Nó bảo không bán hộp, chỉ bán thước thôi mà. Một cái hộp này nhá, là nó sẽ có mét 8 đúng không? Mét 8 mà được 6 cái thước này cũng là 60.000. Mua một hộp 60.000, mà mua thước cũng là thế. Nhưng mà chị không bán hộp, chị chỉ bán thước thôi. Em mua đi. Mua đi, mua đi. Sao chị em? Sao? Được thế thôi em, một thước đi. Chị đã bảo rồi, cái kẹo này nhà chị bây giờ chị rất là khó mua, nên chị rất là ít người bán, nên là chị bán là theo quy định của chị chỉ bán thuốc thôi, mua thì mua, không mua thì thôi. Biết thế cho em một thuốc luôn này, cho em hai thuốc. Sao quá được mà chị thế, em mua hàng của chị mà. Đâu, tiền đâu chị xem. Mua đi, đủ loại. Biết thế, em đưa cho chị 20 cho em hai thuốc. Nhưng mà chị không bán hai thước đâu. Thế một thước cộng một thước thì trả bằng 20.000. Nhưng mà chị không bán 20.000 đâu. Chị chỉ bán một thước một thôi. Thì một thước cộng một thước là 10.000, thêm một thước nữa là 10.000, trả thành 20.000. Nhưng chị không bán thế, chị chỉ bán một thước một dài thôi. Hết một thước này, lại trả một đồng nữa. Chị không cộng nhiều đâu. Cộng nhiều mệt não lắm. Không cộng đâu. Bán một thước một thôi. Cứ 10.000 là một thước, 10.000 là một thước. Mua không? Mua một thước đi kìa. Mua một thước cộng. Ăn lời nào. Sao lại mua một thước cộng một thước? Không, còn em mua một thước cộng một thước nữa. Mua loại hồng này đúng không? Thế thì nó nhanh đi. Nó đòi hỏi nhiều. Đâu? Đâu chứ? Thì có bằng. Đúng rồi. Một thước này là 30 phân đây. Đây nhá. Đây này. Nhìn đây nhá. Cái một chỗ đen này là 30 nhá. Chị không cho thừa ra đâu. Đây chỗ này đúng là 30 luôn. Chị cắt luôn này. À. Ơ à, thế nó mới chuẩn xác, không sai 1mm nào nhá. Em nhìn đi. Em nhìn đi. Nhìn này. Nhìn. Đó. Này. Ui chết rồi. Sao để hơi hụt một tí thôi. Không hụt như này, vừa khít luôn đúng không? 30.000 à, 30cm rồi. Mua nữa không? Mua một que này. Đúng rồi đấy, thế có phải nhanh hơn không? Xem cứ đòi phải mua hai cái dính vào nhau làm gì? Đằng nào mà. Ăn luôn. Ừ ăn đi. Ôi kẹo này bây giờ đang hot cực kỳ luôn ấy. Em mà không mua nhanh á, tí nha, kể cả chị bán phân người ta cũng mua, chứ đừng nói là đến thước. Đây nhá, chị em tình cảm nhá, này chị cho rơi ra một tí đây nhá. Bình thường là chỉ đến mấy số thôi đấy. Đây thừa hẳn ra khỏi này. Đây hai cái 20.000. Ok. Rồi. Còn tiền nữa này, em mua nữa không? 50.000 nữa. 50.000 đấy. Mua nữa không? Chị bán chưa? 50.000 cho mua. 50.000 đấy. Ngon không? Ừ. Ngon không? Ngon không? Đấy, cái loại này bây giờ về ngon lắm. Bây giờ đau một chút thì không tốn gì. Ừ, đo bằng thước như này, ví dụ có phải cái hộp nào nó cũng đủ mét 8 đâu. Nhớ không may nó không đủ à, thì nhá chị bù cho bọn em còn gì nữa, đúng không? Ngon không? Ây, dồi quá ngon lắm. Ôi, chị không ăn đâu, ăn lại bảo gớm là ăn của khách. Thế bây giờ đi học về rồi đấy à? Mới học về xong. Ờ, chị thấy mẹ em vừa đi làm về rồi đấy. Về nhanh đi, không tí mẹ lại bảo đi đâu. Mẹ em cho đi chơi. À thế à? Này về nhà xin mẹ cái túi đi bóng ấy. Ăn xong cho vào túi bóng buộc lại. Đâu bị chảy nước. Trời, em cho trong tủ lạnh. Ừ, giỏi. Em đi về nhá. Ờ, về nhá. Bye. Bye. Mai lại ra mua tiếp nhá. Ừ. Nhớ xin mẹ tiền 10.000 để chị bán cho nó dễ nhá. Chứ không có tiền trả lại đâu nhá. Ờ, bye bye.
10.000 một thước thôi. Rất rẻ, 10.000 một thước. Hai thước là không bán, chỉ bán một thước thôi. Xin chào tất cả các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.